Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, ngoài cập nhật những thông tin thời sự nóng nhất, mới nhất, kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên còn gửi đến quý vị hồ sơ các vụ trọng án đã và đang xảy ra với những phương thức gây án khác nhau của từng tên hung thủ, gây ra rất nhiều hệ lụy đau thương cho các nạn nhân, gia đình và xã hội. Có thể hồ sơ vụ án xảy ra đã lâu, nhưng mỗi vụ án ở đó là một bài học cảnh giác cho chúng ta trước những đối tượng coi thường pháp luật cần phải lên án trong đời sống hàng ngày mà Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên muốn truyền tải đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết của vụ án ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Chiều tối ngày 25 tháng 10, người dân xóm Rặng, xã Đức Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam đi làm về thì phát hiện thi hài một phụ nữ nằm úp mặt dưới mương nước. Nhận được tin báo, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam và Phó Giám đốc Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh có mặt tại hiện trường, chỉ đạo việc điều tra vụ án. Hiện trường vụ án là con mương tiêu thoát nước cho cả vùng. Do đợt mưa lớn gây ngập úng toàn địa bàn tỉnh Hà Nam, nên nước ở đây chảy xiết, xóa nhòa mọi dấu vết. Thi hài là phụ nữ khoảng từ 35 đến 40 tuổi, đang trong giai đoạn bắt đầu phân hủy. Nạn nhân thiệt mạng do ngạt nước khoảng 50 tiếng trước, sau khi ăn bữa cuối cùng khoảng 1 đến 2 giờ đồng hồ. Trên vùng đầu, trán nạn nhân có nhiều vết thương do vật tày cứng gây nên, có dấu hiệu của vụ sát hại người, cưỡng tình. Ngày 26 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hà Nam ra quyết định khởi tố vụ án. Công an tỉnh Hà Nam đã xác lập chuyên án, huy động lực lượng hình sự, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, công an các huyện, tập trung các biện pháp điều tra. Trung tá Đỗ Hoài Nam, trưởng phòng Cảnh sát Hình sự cho biết, nạn nhân thiệt mạng do ngạt nước, có nghĩa là chưa qua đời trước khi rơi xuống nước. Trong tình trạng quần áo trên người vẫn còn nguyên vẹn, nhưng có dấu hiệu bị xâm hại. Do đó, cần nhanh chóng xác định được danh tính nạn nhân mới có thể xác định được nguyên nhân thiệt mạng. Tuy nhiên, trên người nạn nhân không có giấy tờ tùy thân, khuôn mặt do các vết thương gây nên cũng đã biến dạng rất nhiều. Vài bộ phận trên cơ thể đã bắt đầu phân hủy. Việc xác định tung tích nạn nhân không hề dễ dàng. Trung tá Đỗ Hoài Nam kể lại quá trình điều tra. Nơi phát hiện thi hài không phải là hiện trường chính, mà đấy là hiện trường sau khi nạn nhân bị cưỡng tình và bị sát hại. Hung thủ đã mang thây nạn nhân ra đó để phi tang. Còn hiện trường chính ở đâu thì lúc đó chúng tôi cũng chưa xác định được. Triển khai các biện pháp đồng bộ, truy tìm nóng thêm thông tin liên quan để tìm tung tích. Cơ quan điều tra xác định nạn nhân là chị Bùi Thị Huệ, sinh năm 1983, trú thôn Yến Vĩ, Hương Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội. Chị đang làm công nhân một công ty đồ chơi tại khu công nghiệp Châu Sơn, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Thuê trọ tại tổ 6, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý. Đã có chồng nhưng ly dị và có một con nhỏ 6 tuổi gửi ông bà ngoại nuôi. Phải tìm được động cơ gây án mới có thể tìm được hung thủ. Nạn nhân khi qua đời vẫn còn mặc nguyên quần áo trên người. Nhưng qua khám nghiệm lại có dấu hiệu xâm hại cưỡng tình. Hung thủ tập trung ra đòn vào vùng đầu, tức là quyết liệt tước đi mạng sống của nạn nhân. Do đó, cơ quan điều tra nhận định là có động cơ sát hại người phi tang, có thể do mâu thuẫn tình ái, mâu thuẫn cá nhân trong cuộc sống. Từ những nhận định trên, cơ quan điều tra ưu tiên khoanh vùng những đối tượng có quan hệ tình ái, quan hệ ngoài xã hội với nạn nhân. Qua tìm hiểu nhân thân, được biết chị Huệ là công nhân lao động chăm chỉ, sống đơn giản, rất hòa đồng với đồng nghiệp, trong cuộc sống không có mâu thuẫn gì. Vì vậy, mâu thuẫn trong đời sống bị loại bỏ, chỉ còn mâu thuẫn tình ái. Kiên trì triển khai nhiều biện pháp điều tra, người nhà nạn nhân cho biết, trước thời điểm xảy ra vụ án, chị Huệ có đưa một người đàn ông về nhà, giới thiệu là bạn trai, nhà ở huyện Lý Nhân, nhưng không nói ở xã nào. Đây là một thông tin rất quan trọng đối với cơ quan điều tra. Tất cả những thông tin liên quan đến người đàn ông bí ẩn này đều được cơ quan điều tra cẩn trọng xác minh. Tìm hiểu, trinh sát nắm được, người bạn trai này chị Huệ quen qua mạng xã hội. Vào tối 23 tháng 10, người này có mang một con gà đến phòng trọ để mọi người cùng nấu cơm ăn. Sau đó, chị Huệ đi chơi với đối tượng bằng chiếc xe máy. Qua rà soát đặc điểm đối tượng do các nhân chứng cung cấp, cơ quan điều tra đã dựng được chân dung của đối tượng nghi vấn là Nguyễn Văn Thực, sinh năm 1984, trú xóm Rặng, xã Đức Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Đây cũng là nơi phát hiện thi hài của nạn nhân xấu số này. Ngay sau khi xác định được nghi can, cơ quan điều tra đã tập trung xác minh và được biết cách đây nhiều năm, Thực và bố mẹ đẻ đã từ mặt nhau. Bố mẹ Thực sau đó đã bỏ ra Hải Phòng làm ăn, trồng cỏ thuê nên không biết Thực ở đâu. Nhiều ngày nay Thực cũng đã không có mặt ở nhà. Thực có quan hệ tình ái hết sức phức tạp.
biểu hiện rất hung hãn, gia trưởng trong quan hệ nam nữ. Dựng tất cả các mối quan hệ của nghi can tại các tỉnh thành toàn quốc, trong đó nổi lên thông tin Thực có người mẹ nuôi ở Nam Định, người này rất quý Thực. Nhận định khả năng Thực sẽ về đây tá túc hoặc xin thêm tiền trước khi bỏ trốn. Một mũi trinh sát phối hợp với công an tỉnh Nam Định tiến hành rà soát. Sau 48 giờ rà soát, đúng như nhận định, khoảng 20 giờ ngày 26 tháng 10, tại nhà mẹ nuôi của Thực ở xã Xuân Đài, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định, xuất hiện một bóng đen. Sau khi quan sát trước sau, bóng đen lẻn vào nhà, xác định đây chính là Thực, các trinh sát khép vòng vây tóm gọn đối tượng. Tại cơ quan điều tra, trước những chứng cứ không thể chối cãi, Thực thừa nhận đã sát hại chị Huệ vì bị từ chối quan hệ nam nữ. Thực khai, khoảng tháng 10 năm 2017, qua mạng xã hội, Thực quen chị Huệ, từ đó liên tục nhắn tin gọi điện cho chị Huệ tán tỉnh đặt quan hệ yêu đương. Do có cùng cảnh ngộ, Huệ đã đồng ý. Chiều 23 tháng 10, Thực mang con gà đến nhà trọ của chị Huệ. Chị Huệ có mua bia về và cả ba cùng ăn uống vui vẻ. Ăn xong, Thực rủ chị Huệ đi uống nước tại khu vực Chùa Bầu, thành phố Phủ Lý. Tại đây, Thực lại tiếp tục uống rượu. Sau đó, Thực rủ chị Huệ đến nhà chơi để biết gia cảnh. Khi đến nhà Thực, chị Huệ thấy đồ đạc bừa bộn nên không vào. Thực rủ chị Huệ ra khu vực mương nước đối diện nhà ngồi tâm sự. Sau khi tán tỉnh yêu đương, Thực đòi quan hệ nam nữ thì bị chị Huệ cự tuyệt. Bực tức trước thái độ của chị Huệ, Thực dùng viên gạch tấn công nhiều nhát vào đầu chị. Sau đó thấy nạn nhân gục xuống, Thực kéo người chị Huệ mềm nhũn đến bậc tam cấp gần đó, giở trò đồi bại với nạn nhân. Vì sợ chị Huệ còn sống sẽ tố cáo hành vi phạm tội của y, Thực đã hất chị Huệ xuống mương nước rồi đi về nhà. Y cởi áo có dính vết huyết rồi bọc đá vứt xuống hồ phi tang. Khi người dân phát hiện thi hài chị Huệ, Thực mang theo con gái nhỏ lập tức bỏ trốn. Theo kế hoạch, Thực chờ tiền của người em trai ở Hà Nội gửi về nhà bố mẹ nuôi tại Nam Định, sẽ bỏ trốn sang Trung Quốc với người tình cũ, nhưng đã bị lực lượng chức năng bắt giữ. Như vậy, quen và tìm hiểu nhau trên mạng xã hội, Bùi Thị Huệ đã qua một lần đò, không hề biết rằng mình đã kết hôn với kẻ sát nhân. Cũng bởi vậy mà chỉ vì một lý do còn con, chị đã bất mạng dưới tay kẻ thù ác, khiến đứa con chị mồ côi mẹ và một đứa con của kẻ thù ác mất cha. Ngày 27 tháng 3 năm 2018, xét thấy hành động của bị cáo là man dợ, không còn khả năng cải tạo, cần phải loại bỏ khỏi đời sống xã hội, Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Nam đã tuyên phạt Nguyễn Văn Thực tử hình về tội sát hại người, cưỡng tình. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Hồ sơ vụ án trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.